Gia Lai có điều kiện đất đai phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu. Trong những năm từ 2010 đến 2016, hồ tiêu liên tục giữ giá cao là động lực cho người nông dân phát triển diện tích hồ tiêu. Tuy nhiên, việc tăng diện tích quá nhanh và thiếu tính bền vững đã làm ảnh hưởng lớn đến cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Bên cạnh đó, nông dân trồng tiêu thường không tuân thủ theo một quy trình nào. Mỗi người trồng một cách khác nhau, như thường trồng rất sâu, trồng âm như trồng cà phê. Khi mưa nhiều, cây tiêu bị ngập úng cục bộ trong bồn, làm thối rễ, dẫn tới cây bị chết. Khi tiêu được giá, nông dân dùng nhiều phân bón hóa học để khai thác hết khả năng của cây tiêu nhằm cho năng suất cao nhất mà không chú trọng bón phân hữu cơ, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh. Do vậy, làm cho đất giảm pH, nhiễm độc cho rễ tơ. Ngoài ra, quá trình phong hóa đất nhiều năm cũng làm cho kết cấu đất và hóa tính đất thay đổi, chủng loại và số vi lượng vi sinh vật có lợi suy giảm mạnh, đất trồng thoái hóa, nghèo kiệt dinh dưỡng, kết cấu đất bị chai cứng, đất bị chua phèn nhiều, dẫn đến cây tiêu sinh trưởng và phát triển kém, dễ bị sâu bệnh gây hại, dẫn đến giảm năng suất. Nhà tôi là trồng là 1.200 trụ, mà giờ rồi nó chết hết rồi. Mình làm theo cái kiểu ấy thôi, chứ không có cái bài bán gì hết. Cứ làm theo cái kinh nghiệm của nhà nông thôi. Cái quy trình mà đó mình làm mà trước đây tôi làm là thay đầu bồn này, không hố thoát nước không có, rồi phân là bón lung tung, nó không theo cái quy trình được. Chứ còn bây giờ là làm là phải theo cái quy trình, nó có mình phải tập huấn đâu mới biết được, chứ còn không là hố hết là mình không xử lý được, là không rút nước. Rồi tiếp tới lại là bỏ phân vô là nó ứ lại là nó chết. Để giúp nông dân dần tiếp cận với quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu và đưa ra một số biện pháp xử lý phù hợp, từ nguồn kinh phí khuyến nông trung ương, Cục Bảo vệ Thực vật đã triển khai dự án thực hiện. Xây dựng mô hình phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp tại các tỉnh Tây Nguyên. Riêng Gia Lai, dự án triển khai tại 3 huyện Chư Prông, Chư Sê và Chư Bứ với 15 hộ tham gia. Mỗi hộ có 0,2 sào hồ tiêu bị nhiễm bệnh, chết chậm ở mức độ nhẹ và trung bình. Theo đó, mỗi mô hình được xây dựng bên cạnh các vườn hồ tiêu khác liền kề để hỗ trợ kỹ thuật. Đặc biệt, quy trình kỹ thuật và công nghệ phục hồi vườn hồ tiêu bị bệnh chết chậm được đưa ra đều giống nhau, gồm sử dụng phân hữu cơ đa lượng, phân chung vi lượng để cải tạo, khử trùng đất, cùng với các loại thuốc bảo vệ thực vật, lưới che nắng. Dự án hỗ trợ toàn bộ vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và thiết bị cho các hộ tham gia mô hình. Dạ, trước kia tôi chưa áp dụng chương trình mô hình thì tiêu tôi nó có hiện tượng là vàng lá, rồi nó có rụng đốt. Mà sau khi áp dụng được, tôi áp dụng mô hình này thì tiêu tôi nó cũng đỡ vàng hơn và cảm giác là trồi với đọt đồ nó cũng có bông hơn trước khi mình áp dụng mô hình. Rồi tiêu cảm giác nó cũng nói chung là nó khỏe hơn so với lúc mình chưa áp dụng. Sau 2 năm thực hiện, các hộ tham gia mô hình rất phấn khởi vì các vườn hồ tiêu bị bệnh chết chậm trước kia có dấu hiệu phục hồi bệnh chết chậm rất khả quan. Cây phát triển xanh tốt trở lại, tình trạng tiêu chết đã giảm đáng kể. Tỷ lệ lá vàng và tỷ lệ bệnh giảm trên 75% so với ban đầu. Dự kiến năng suất trung bình tối thiểu khoảng 2 kg hạt khô trên một trụ, tương đương 3.200 kg trên một hecta. Từ những kết quả mang lại, những hộ tham gia mô hình đã tiếp tục áp dụng quy trình cho toàn bộ diện tích của gia đình mình và tích cực tuyên truyền cho các hộ lân cận để dự án được nhân rộng ra nhiều hơn nữa. Sau khi tôi áp dụng 400 trụ tiêu này, 22 sào này, tôi thấy hiệu quả. Là tôi mua các phân như thế, thuốc như thế để về tôi nhân rộng ra vườn. Là tôi thấy nó hiệu quả. Cả giờ đây là cả vườn, nhìn cả vườn nó đều luôn. Chứ không phải được cái chỗ mô hình đâu, là mua y phân như thế về tôi cho thêm vào. Là tôi cho, nó rất chi là hiệu quả. Để nhân rộng mô hình và nâng cao kiến thức cho nông dân trồng tiêu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn và tham quan ngoài mô hình với nội dung phục hồi vườn tiêu bị chết chậm bằng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho các hộ nông dân trồng tiêu tại các địa bàn triển khai mô hình. Thông qua lớp tập huấn, tham quan,
nông dân được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về cách nhận biết sâu bệnh gây hại tại vườn tiêu, các biện pháp phòng trừ và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu. Qua đó giúp nông dân trồng tiêu, nâng cao kiến thức để phát triển hồ tiêu bền vững. Hôm nay được tham quan cái mô hình này, tôi thấy vườn tiêu này rất đẹp, đạt tiêu chuẩn. Là nói chung ở quanh khu này là cái vườn này là vườn còn được một vườn này là điển hình nhất. Lần này về tôi cũng sẽ cố gắng là học hỏi theo cái mô hình này để phát triển cái tái tạo cái vườn tiêu của nhà. Với những diễn biến tiêu cực như hiện nay, giá cả hồ tiêu xuống quá thấp, dịch bệnh bùng phát với diện tích lớn đã làm cho nhiều nông dân chán nản, không muốn đầu tư vào vườn tiêu. Mặc dù trước đây họ đã sử dụng rất nhiều cách, nhưng kết quả vườn tiêu vẫn bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều nông dân vẫn còn tâm huyết với cây tiêu, quyết tâm theo đuổi, tìm tòi, học hỏi, tiếp cận với khoa học kỹ thuật theo hướng sản xuất bền vững, như áp dụng theo quy trình IPM, sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có những hộ tham gia mô hình phục hồi vườn tiêu bị chết chậm. Đây sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho các hộ lân cận để dự án được nhân rộng ra nhiều hơn. Hiện nay là với cái kết quả này, tôi đang cho rằng là cái việc phục hồi các cái vườn tiêu mà bị bệnh chết chậm nó đang rất là tốt nếu mà thực hiện đúng những cái quy trình hiện nay của chúng tôi đang đặt ra. Chính vì vậy với tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như là các cái tỉnh mà trồng hồ tiêu nói chung mà đang hiện nay bị cái bệnh chết chậm ấy, thì chúng tôi khuyến cáo là cái thứ nhất là hiện nay chúng ta điều tra lại, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng của cái các cái vườn tiêu và phải phân rõ là cái vườn cái mức độ là bị bệnh nhẹ, bị bệnh trung bình và bị bệnh nặng. Thì với những cái vườn mà nó bị bệnh quá nặng thì chúng tôi cũng có cái khuyến cáo là chúng ta chuyển đổi sang cái cây trồng khác. Còn những cái vườn mà bị ở cái mức độ nhẹ và trung bình thì chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi lại cái vườn tiêu bằng cái quy trình này. Thứ nhất là đánh giá lại cái thực trạng của mình hiện nay cái bị bệnh. Trên cơ sở đó là chúng ta phải có cả một cái chương trình truyền thông cho và tập huấn cho bà con nông dân. Kết quả của dự án xây dựng mô hình phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp sẽ giúp nông dân hiểu rõ hơn về nguyên nhân của bệnh chết chậm trên cây hồ tiêu, từ đó có những giải pháp cụ thể phù hợp để tránh sự lây nhiễm và đặc biệt là áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM có hiệu quả, giúp cây hồ tiêu phát triển bền vững.